để sẵn lên. Giờ còn ế rất nhiều. Dưa đốm. Dưa này trồng ở đâu đấy bác? Sài Gòn mang ra 5.000 một ký á. Những cái trái dưa ế này họ phải vứt bỏ đi này. Đó, nhìn rất là nhiều nhé. Đó, dưa hấu hỏng hết, bỏ hết này, thấy uổng quá. Đó, rồi họ giục cả phía đằng kia nữa. Đây, dưa hấu ế vứt đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thưa các bạn, trước mặt chúng ta là những cái người đang bán dưa hấu. Và theo như Tuấn Dương được biết thì họ đã bán dưa từ trước Tết. Hôm nay thì đang là sáng ngày mùng 3 Tết và dưa vẫn còn rất nhiều. Thì mình về tới Hà Nội là đêm 30 thì mình đã thấy người ta bán dưa rồi. Và đến ngày hôm nay thì cái lượng dưa hấu vẫn còn rất là nhiều và cỡ khoảng 500 mét theo cái hướng mà Tuấn Dương đi đó thì thấy dưa bày bán vẫn rất nhiều. Những cái người này họ ngủ luôn ở lề đường, họ ngủ luôn ở lề đường, không có về để đón Tết, không có về đón Tết các bạn. Một năm nay dưa hấu có vẻ rất là ế ẩm, thỉnh thoảng lác đác thì cũng thấy có người mua. Và với một cái thời tiết lạnh như thế này thưa các bạn thì sẽ rất là khó mà có thể bán hết được cái số lượng dưa này. Dưa còn rất là nhiều. Tuấn Dương thấy ở đây là họ để còn có 5.000 đồng cho một ký. 5.000 cho một ký thôi. Lát xíu thì mình sẽ dừng chân, mình sẽ hỏi chuyện một vài những cái một vài người bán. Theo như quan sát thì thỉnh thoảng lác đác cũng thấy có người mua. Họ ghi là dưa hấu Sài Gòn, dưa gấu Sài Gòn. Mà dưa này thì ở đâu thì cụ thể thì mình chưa có biết. Lát xíu thì có thể mình sẽ dừng để mình hỏi chuyện một vài người bán hàng. Thấy thỉnh thoảng cũng có người hỏi, có lẽ họ mua vì rẻ. Bởi vì thường là mua để ăn, để cúng thì thường họ sẽ mua trước Tết lâu rồi. Đó, mình thấy có nhiều trái dưa là họ đã vứt bỏ đi. Họ vứt bỏ vô trong. Đây, nhiều trái dưa hỏng thì đã được vứt bỏ vào trong này các bạn này. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi một đoạn để xem cái chỗ nào mà có người bán mà là những cái người già lớn tuổi chút xíu thì mình sẽ hỏi thăm. Và có thể thì mình sẽ ủng hộ. Họ còn bày rất nhiều nha các bạn. Bày bán rất nhiều luôn. Để sẵn lên. Dưa còn ế rất nhiều. Dưa đốm. Dưa này trồng ở đâu đấy bác? Sài Gòn mang ra 5.000 một ký á. 5.000 một ký. 5.000 dưa đốm. Dưa đốm là dưa nào bác? Dưa đốm là nó hỏng rồi á. Cái này bác bán từ hôm nào đấy bác? 29 tháng 10 em thấy đây rồi. Gần Tết rồi. Gần
À, có cả dưa đốm. Thế này tối ngủ luôn ở đây hả bác? À, mình đi bán thuê chứ không phải của mình gì. Ở đây có ai bán cho họ không bác? Ai buôn bán không hay là... Rồi cháu cảm ơn. Tưởng là dưa của bác thì cháu giúp, còn nếu mà bác đi bán thuê thì thôi. À, mấy chủ đấy, tức là họ thuê bác ra bán gì? Là bao tiền một ngày bác? Bán qua thì 150. 150 một ngày. Bác quê ở đâu cơ? Hà Nam. À, Hà Nam lên bán. Thế, thế không về nhà bán Tết à? Đi bán thuê có được về giao thừa về nhà. À, xong lại lên. Cái này thế còn nhiều quá. Cái này mấy tấn đây bác? Chả biết bao nhiêu đâu à, chủ. Vâng. Em mua ủng hộ đi. Không, cháu mua ủng hộ thì thực sự cũng không biết làm gì hết. Cái này không biết cho ai. Mua ủng hộ đi cho các chị được về ăn rằm. Nhưng mà làm sao mà mua hết được hàng bao nhiêu tấn thế này? Mua ít thôi, mua ủng hộ mấy quả. Chứ được về mua ủng hộ chị mấy quả. Để không để vì bọn cháu có thể giới thiệu người tới mua được, cháu gọi người ta tới người ta mua ủng hộ được. Mà dưa đốm là nó bị hỏng rồi à? Vâng, nó bị nốt chấm chấm. Nốt chấm. Nốt chấm như nào là chấm bác? À, coi nó bị những cái nốt đấy là nó bắt đầu nó hỏng. Là mình phải bỏ. Thực sự mua thì cháu là trong Sài Gòn ra mà cháu đâu có phải là cháu đi làm bên báo mà. Nên là cháu ăn thì cháu không có ăn. Nhưng mà cháu có thể mua gọi ủng hộ được. Nếu mà dưa còn chất lượng tốt hoặc là của bác còn bác bán hộ thì... Không đi bán công mà. Vâng, thôi bác bán đi ạ. Đây, cô cũng kêu là cắt thử. Mười ngàn thì nhiều người cũng thấy rẻ thì mua để ủng hộ. Cắt ra đúng rồi. Dưa bỏ đống, vậy là họ thuê những cái người này để bán dưa các bạn. Về bán 10.000 một ký. Có những cái trái đốm là nó đã bị hư và họ để cả những cái trái dưa này để cho mọi người ăn thử. Có ngọt không cô? Đây các bạn nhìn này, quá trời luôn. Đây Tuấn Dương sẽ đi tiếp để xem là đó, dưa còn rất nhiều nhé. Họ ngủ luôn ở đây. Đó, rất nhiều. Thì các bạn ơi, thấy có những cái trái dưa đã bị thối và họ giục bỏ rồi. Đó, vứt ở kế bên đường tàu này. Bên này những cái trái dưa bị hư, họ bỏ đi. Đó, nhìn những cái trái dưa bị hỏng này các bạn. Đó, bên kia thì những cái trái dưa họ đập bỏ ra này. Vứt lăn vứt lóc luôn. Quá trời nhiều. Đập bỏ này là nó bốc mùi lên. Dưa hấu ế. Đó, bây giờ đang là trưa mùng 3 Tết các bạn. Đó. Đó, họ bày những cái trái dưa ra sát với lề đường. Và mình cũng thấy có những người
họ thấy rẻ họ dừng lại họ mua. Ở đây những họ làm những cái lều, các bạn làm những cái lều để họ ở, để trông dưa, trông suốt đêm, bán từ trước ngày 30 Tết rồi. Nhìn những trái dưa thì để lăn lóc ở lề đường, thấy người mua cũng rất là vắng, thấy mà thương. Ở đây thì Tuấn Dương không biết là có bao nhiêu quả, nhưng mà cái chiều dài một cái khúc này cỡ khoảng 500m. Họ thuê tới cả chục người bán. Những cái trái mà bán không hết đó các bạn thì họ giục luôn, họ vứt luôn vào bên phía bên lề của đường sắt. Có những người mua 1-2 trái, và nếu mà cứ để trong cái điều kiện như thế này, Tuấn Dương nghĩ rằng cũng không có thể để được lâu. Một số ít người đã mua rồi. Các cái nhân viên này họ đang chăm thăm xem cái trái dưa nào hư thì họ bỏ riêng. Đây các bác này cũng đang dừng lại để mua dưa này. Họ đang thăm thử xem là cái trái dưa nào còn tốt. Nguyên cả đống này dài tới cỡ khoảng 500m nha các bạn. Những cái lều này này là họ chui vào đây họ ngủ. Còn rất nhiều luôn. Những cái trái dưa ế này họ phải vứt bỏ đi này. Đó, nhìn rất là nhiều nhé. Bên đây là vứt bỏ này, do nó bị đốm lâu ngày quá nó thối lại. Đó, ruồi nhặng bâu đầy. Rồi phía trên này nữa đây. Cái này thì đi buôn bán mà lại không có lời, lại thành ra tính ra là lỗ rồi. Đó, dưa hấu hỏng hết, bỏ hết này, thấy uổng quá. Đó, rồi họ giục cả phía đằng kia nữa. Đây, dưa hấu ế vứt đi. Một số người thấy dưa rẻ thì họ quay lại để họ xem thử. Buôn bán như thế này thì lời lãi đâu ra các bạn. Mới đầu mình cũng tính là mình ra để mình coi thử, nếu mà họ là những cái người buôn, là người chủ thì thôi mua một chút rồi giới thiệu bà con bán để cho họ về quê ăn Tết. Nhưng mà thấy ở đây là không có gặp chủ, mà chỉ đây là những người họ bán dùm, bán thuê thôi. Đây các bạn ơi, còn rất nhiều những cái đống dưa mà đổ đống như thế này để ở sát với lề đường. Và không biết thì bao giờ cái số phận của những cái trái dưa này sẽ được tiêu thụ hết. Thấy rất là thương, bây giờ đang là trưa mùng 3 Tết rồi.